Vâng, và em chính chốt đơn trong chiều nay đó là gửi cho ba bác nha, cặp loa L120T cực đẹp nha, gửi cho bác ở Quy Nhơn, đó là bác phụ ở đường Tô Hiến Thành, thành phố Bình Định, Quy Nhơn, và con Sansui 7070 là gửi cho anh Hà ở Hạ Long, Quảng Ninh, và con đẩy QSC khủng long gửi cho bác Vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi bác đã lấy một bộ mix Sure Beta 87A hai tay rồi, thì bác tiếp tục ủng hộ con QSC khủng long MX2000A. Em này thì tiếng quá tuyệt vời, bác chơi nhiều loa, chơi loa lớn bác 40-50 thì chơi con này quá tuyệt vời, 2000A, nhưng dòng QSC thì nó luôn hay hơn tầm tiền chúng ta đầu tư. Và đây là con 7070 thì bác để bảo địa điện 110-120 thì em để điện y cho bác luôn nha, tại vì cắm 110-100V nên là nó đèn nó hơi tối quá, tại vì đang để cầu 120 nha. Còn đây là cặp loa L120TI cực đẹp, hiện tại là em hết hàng dòng này nha quá, dòng này hiếm, có lo mới có hàng thôi chứ không có nhiều. Hàng cực đẹp cho bác chơi và sưu tập. Những cặp này các bác ghép vào những con ly lúc mai hoặc là marang vân vân sân xui thì rất ok. Loa JB thì nó cỡ sáng 8 ohm mới có, nhưng mà loa chuyên nghe nhạc của JBL nghe nhạc nó tuyệt vời luôn. Rồi chiều nay lên đường hết cho hai ba bác nha. Bác nào mình có nhu cầu sản phẩm nào thì alo cho em chính, có hai số điện thoại trên nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.